Ôi, ở đây đã quá ha, mỗi người một tấm trải giường riêng đảm bảo vệ sinh luôn á. Nằm đi má. Ủa chi vậy? Người ta vệ sinh cho má trước khi khoách đó, để tăng độ bám của sáp và diệt khuẩn. Nhưng mà da má nhạy cảm lắm á nha. Má cứ yên tâm, sáp hạt bên đây được nhập khẩu chính ngạch từ Ý, phù hợp với những bạn có làn da nhạy cảm. Rồi yên tâm làm chưa, mệt má ghê á. Má làm nha. Huy ơi, xong rồi. Ủa, xong rồi mà, em xức cái gì nữa vậy? Dạ, Amber Lotion làm dịu da cho chị, giúp làm chặn mọc lông nữa nha chị. Ôi, sạch quá, lên đồ Duyên ơi. Chấp nhận thử thách của cái nhà rồi nha. Cùng nhìn dòng người, bên em trong những đêm mơ tuần rơi. Em bỗng thấy cuộc đời xanh hơn.